Chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào bài thực hành số 1. Bài làm quen với Turbo Pascal. Để làm quen với việc khởi động và thoát Turbo Pascal, em hãy thực hiện các nội dung như sau. Khởi động Turbo Pascal, quan sát màn hình của Turbo Pascal, nhận biết các thành phần trên màn hình Turbo Pascal, thao tác với thanh bản chọn và thoát khỏi Turbo Pascal. Để khởi động chương trình Turbo Pascal, nó có hai môi trường khởi động là môi trường MS-DOS và môi trường Windows. Bây giờ chúng ta đi vào môi trường MS-DOS trước, nó cũng có hai cách khởi động. Cách 1, trên màn hình desktop chọn My Computer, chọn ODC, chọn thư mục TP và chọn thư mục bin, sau đó double-click vào biểu tượng. Cách 2, trên màn hình desktop ta double-click vào biểu tượng. Chạy trên môi trường Windows, cách 1 trên màn hình desktop, chọn My Computer, chọn ổ đĩa C, chọn thư mục TP, chọn thư mục bin, sau đó double click vào biểu tượng. Trên màn hình desktop, ta double click vào biểu tượng là để chạy với cách 2. Chúng ta sang màn hình làm việc của Turbo Pascal. Quan sát trên màn hình, chúng ta thấy đây là màn hình làm việc của Turbo Pascal. Phía dưới thanh tiêu đề, chúng ta thấy đó là thanh menu, còn gọi là thanh bảng chọn. Phía bên dưới là dòng hướng dẫn các phím chức năng. Nơi vị trí 1, 2.1 là chỉ dòng và cột. Phần giữa phía dưới của thanh menu là tên của chương trình. Cái vạch nhấp nháy là con trỏ soạn thảo, dùng màu xanh là dùng soạn thảo. Tìm hiểu tới menu bar, bấm phím F10 để mở bảng chọn. Ta sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn. Ta bấm phím Enter để mở bảng chọn. Nhấn tổ hợp Alt F để mở bảng chọn. Bảng chọn này là bảng chọn File. Ta bấm tổ hợp phím Alt E để mở bảng chọn Edit. Bấm tổ hợp phím Alt S để mở bảng chọn Set. Tổ hợp Alt R để mở bảng chọn Run. Tổ hợp Alt C để mở bảng chọn Combine. Tổ hợp Alt D để mở bảng chọn Debug. Tổ hợp Alt T để mở bảng chọn Tool. Tổ hợp Alt O để mở bảng chọn Option. Tổ hợp Alt W để mở bảng chọn Window. Tổ hợp Alt H để mở bảng chọn Help. Ta sử dụng các phím mũi tên lên xuống để di chuyển lên xuống giữa các dòng trong bảng chọn. Để thoát khỏi Turbo Pascal, ta bấm phím Alt F để mở bảng chọn File, rồi sau đó chúng ta di chuyển xuống dòng Exit, ta chọn Exit. Hoặc chúng ta bấm phím tắt là Alt X. Soạn thảo, lưu, dịch và chạy một chương trình đơn giản, em hãy thực hiện các nội dung sau. Khởi động Turbo Pascal, gõ các dòng lệnh vào màn hình soạn thảo của Turbo Pascal, lưu chương trình, dịch chương trình, chạy chương trình. Nội dung chương trình là phải gõ đúng, không để sót dấu nháy đơn, dấu chấm phẩy và dấu chấm. Nhấn phím Enter để xuống dòng mới, nhấn phím Delete hoặc phím Backspace để xóa. Lệnh Use CRT là khai báo thư viện CRT. Như chúng ta đã biết, CRT đó là thư viện bao gồm những câu lệnh viết sẵn. Có khai báo thư viện CRT, ta mới chạy được lệnh Clear Screen, viết tắt là CLRSCR. Lệnh này dùng để xóa màn hình kết quả sau khi đã khai báo thư viện CRT.
lưu chương trình, ta bấm phím F2 hoặc vào bảng chọn file chọn save. Ta nhập tên chương trình, sau đó click chọn OK. Ở đây các em chú ý mặc định của chương trình là tập tin của chúng ta được lưu ở ổ đĩa C trong thư mục TB trong thư mục bin, và tên của chương trình và cái đuôi nó có dạng là BAS. Dịch chương trình, nhấn tổ hợp phím Alt F9 hoặc nhấn tổ hợp Alt C, chọn lệnh Combine, rồi bấm phím bất kỳ để đóng hộp thoại. Chúng ta thấy tô sáng ở đây là Fret NK, là bấm phím bất kỳ. Chạy chương trình, nhấn tổ hợp phím Ctrl F9 thì chương trình của soạn thảo của chúng ta sẽ chuyển sang thành chương trình chạy. Như ở đây chúng ta thấy là câu chào các bạn, tôi là Turbo Pascal. Trên chữ trắng trên nền màu đen đó, đó là chương trình đang chạy. Sau đó chúng ta có thể bấm phím bất kỳ để quay về màn hình soạn thảo để chỉnh sửa và nhận biết một số lỗi. Em hãy thực hiện một số nội dung sau. Giả sử chúng ta xóa lệnh Begin, xóa dấu chấm sau chữ End. Khi chúng ta xóa dòng lệnh Begin thì nó sẽ xuất hiện lỗi số 36. Khi xóa dấu chấm sau lệnh End thì nó sẽ xuất hiện lỗi số 10. Khi xóa dấu chấm phẩy sau dòng lệnh nó sẽ xuất hiện lỗi số 85. Lệnh Write Line là in thông tin ra màn hình và đưa con trỏ chuột xuống đầu dòng tiếp theo. Lệnh Write tương tự như lệnh Write Line nhưng nó in thông tin ra màn hình nhưng không đưa con trỏ chuột xuống đầu dòng tiếp theo. Chữ Line là viết tắt của Line, Line là cái dòng hàng đó. Ở đây có Line là xuống hàng, ở đây không có Line là không xuống hàng. Nội dung bài hôm nay các em cần ghi nhớ nội dung như sau. Đây là phần các em ghi bài để nhớ. Ở nhà các em có thể dựng hình lại và các em ghi chép, hoặc em nào có sách thì nó cũng y sách giáo khoa ha. Thì các em lưu ý ở nhà cần đọc phần đọc thêm ở sách giáo khoa trang 19 và xem trước nháy kép 3 ở trang 20 sách giáo khoa. Bài học đến đây kết thúc. Chúc các em học tốt.